Loa thì em tháo nhiều rồi, nhưng hôm nay thì em mời các bác cùng đi tìm hiểu về nội thất của chiếc âm ly bán rất chạy này của Yamaha. Mã sản phẩm là Yamaha PX8, là cái sản phẩm lớn thứ hai trong dòng PX của Yamaha. Trên em nói thì có PX10, PX5 là thấp hơn và PX3 là nhỏ nhất. Thì ngay từ cái số ấy là các bác sẽ thấy được cái thông số của em nó rồi. 800W một kênh ở 8 ohm và 1050W một kênh ở 4 ohm. Đó là cái thông tin kỹ thuật về cái sản phẩm cục đẩy này. Yamaha hiện tại ngoài thị trường chỉ bán có hai cái dòng sản phẩm âm ly thôi, là âm ly PX này và một dòng âm ly tích hợp Dante 4 kênh khác đắt tiền hơn rất là nhiều. Thế, cái sản phẩm này thì nó sẽ sử dụng cho rất nhiều cái dòng loa của Yamaha, từ cái loa treo tường đến cái loa âm trần và cả những cái loa passive, những cái dòng như là dòng flagship CZR hay là CBR hay là CHR thì đều sử dụng được cái âm ly này. Thì em đã có một cái video giới thiệu về cái âm ly này ở trên kênh rồi, các bác có thể đón thêm ở trên kênh nha. Đây là một cái sản phẩm cực kỳ hay ho của Yamaha, có chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt vời. Thì ngay bây giờ em mời các bác cùng đi tháo cái sản phẩm này ra nha. Thì đây là cái sản phẩm PX8 mà em mở nội thất ra cho các bác xem này. Đầu tiên là về cái nắp này nha. Thì cái phần nắp này các bác nhìn này, cái chất lượng thép nó dày tới khoảng 2,5 ly. Ngoài ra thì cái chất lượng sơn tĩnh điện của Yamaha ấy, em đã có rất nhiều video nói ở trên kênh rồi. Đấy, cái chất lượng sơn tĩnh điện này được sơn ở cái nhiệt độ cao. Ngoài ra thì sơn nhiều lớp của Yamaha ấy, nó sẽ đáp ứng được cho các bác sử dụng trong một cái độ bền cực kỳ là lâu dài. Đó là về cái nắp này nha. Đây là phần nội thất phía trong. Đây là một cái âm ly mới 100%. Ở ngoài kia các bác sẽ rất khó tìm thấy trên internet một cái đơn vị mà họ mở nội thất một chiếc âm ly mới 100% ra cho các bác xem. Thì cho thấy được cái sự đầu tư của ProSound Việt Nam, thì mong các bác ủng hộ bằng các cái video, bằng các cái like, các cái share để cho bọn em có động lực làm các video khác được tốt hơn. Thế khi mà mở ra các bác sẽ thấy rằng đây là cái đẩy với công nghệ Class D và nó tích hợp nguồn xung nên nó rất là nhẹ. Đấy, thì cái sản phẩm này nó có cái điểm hay, các bác nhìn này, cả một cái bo mạch nguồn nó được chia ra rất đặc biệt ở bên này. Đấy, chia ra rất đặc biệt ở này. Và một điều nữa các bác nhìn này, cái bộ phận lọc nguồn này nó có cả lọc luôn. Đây, các bác nhìn này, các con tụ lọc nguồn để làm sạch nguồn điện này. Ở ngoài kia rất ít trên thị trường các cái cục đẩy công suất hay là các cái âm ly chính hãng có được cái bộ lọc nguồn kiểu như thế này. Các bác mà mở ra các cái lọc nguồn, các cái bộ mà lọc nguồn nó các mua khoảng một vài triệu ngoài thị trường ấy, thì đa phần các bác sẽ tìm thấy các cái con tụ lọc như thế này. Đấy, ngoài ra thì các bác nhìn các cái con chip dán rồi các cái bo mạch họ làm chi chít các linh kiện này. Ngoài ra ở đây này, ngoài cái việc mà cái khu vực mà làm mát con sò ấy, thì có một cái khu vực khác để làm mát toàn bộ cái bo mạch như thế này. Đấy, thì hàng chính hãng các bác nhìn vào là các bác sẽ thấy được cái độ chất lượng rồi cái bộ hoàn thiện nó cao cấp đến như thế nào. Đây, em thì không am hiểu lắm về các con tụ cũng như là các cái chất lượng rồi tụ nguồn, tụ niếc các thứ gì đâu không biết. Nên là em mở ra cho các bác xem thôi. Còn sau này mà em đi học em siêu hơn thì em sẽ làm những cái video review mang tính chất nó cao cấp hơn. Thì đó là toàn bộ những cái mà thông tin em muốn gửi đến các bác trong cái video này. Một chiếc âm ly chính hãng tới từ Yamaha cực kỳ là chất lượng. Một chiếc âm ly có giá hơn 20 triệu. Em đã mở nội thất ra cho các bác xem. Một chiếc âm ly mà được tích hợp rất nhiều các tính năng, rất nhiều các thiết bị trong một, từ equalizer, compressor, crossover, limited. Đấy, tích hợp rất nhiều thứ. Nó các bác chỉ cần kết nối các cái loa của Yamaha vào đây, các bác gọi preset của hãng ra là các bác sẽ sử dụng được như các bác mua một chiếc loa active của hãng. Rồi, hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau nha. Chân thành cảm ơn.